Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập luôn là một trong những tiêu chí được cấp ủy chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là tiêu chí động khi trong từng giai đoạn các chỉ số lại được điều chỉnh theo hướng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Bởi vậy, phấn đấu đạt chuẩn đã khó, duy trì và nâng chuẩn lại là nhiệm vụ khó khăn hơn. Để thực hiện tốt tiêu chí này, các địa phương đang tập trung vào việc tuyên truyền, vận động, định hướng cho bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết 10 tỉnh ủy Lào Cai. Đây là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, năm 2023. Tham gia tập huấn có đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và xã, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ làm công tác nông thôn mới. Tại hội nghị, báo cáo viên của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn các nội dung, cách thức, quy trình về lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về các vấn đề cụ thể khi triển khai lấy ý kiến của người dân, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng. Xác định hội viên, nông dân là chủ thể, là trung tâm của tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, các phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của hội viên nông dân. Giai đoạn 2018-2023, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng, đóng góp ngày công lao động, ủng hộ hơn 8,5 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, bảo dưỡng 1.880 km đường giao thông liên thôn. Thực hiện nhiều phần việc khác như xóa nhà tạm, làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, nhà vệ sinh. Thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, cơ cấu lại sản xuất nông lâm nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. Từ đầu năm tới nay, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 612 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, phong trào nói không với rác thải nhựa, thu hút trên 18.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân tham gia. Cùng với đó, các cấp hội còn phối hợp vận động các hộ gia đình hiến hàng trăm mét vuông đất, làm các tuyến đường điện thắp sáng, chỉnh trang nâng cấp, làm mới và sửa chữa 76 nhà tạm, nhà rột nát, trồng mới hơn 10 km đường hoa. Tại các địa phương, Hội Phụ Nữ cũng đã tổ chức gắn 44 biển, nhà sạch vườn đẹp, thành lập mới 5 mô hình, cấp trên 500 túi vải thân thiện với môi trường cho các hội viên phụ nữ và nhân dân tại địa phương. Các hoạt động đã góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào thi đua Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Để đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng 9 tuyến đường. Năm 2023, Xuân Giao được đầu tư 3 tuyến giao thông nông thôn với chiều dài gần 4 km, trong đó mở rộng mặt đường từ 4 lên 6 m, bê tông từ 3 m lên 5 m là 3,2 km và mở mới 0,5 km với tổng vốn nhà nước đầu tư là 2,5 tỷ đồng. Nhân dân tham gia hiến đất, cây cối hoa màu, ngày công lao động. Bên cạnh nâng cấp mở rộng các tuyến đường đảm bảo tiêu chí giao thông nông thôn nâng cao, xã cũng quan tâm duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến giao thông liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng. Hiện địa phương đã phát triển được hệ thống giao thông với chiều dài trên 36 km, 100% đường thôn liên thôn được công hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được tỉnh quan tâm. Nổi bật là 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 190.830 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
mạng lưới y tế cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã tiếp tục được quan tâm đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào ở khu vực khó khăn. Tình trạng thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế dần được khắc phục. Đến nay, cơ bản các bệnh viện, trạm y tế đã có thuốc cấp cho người bệnh đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tiêu chí thu nhập, tiêu chí có tính chất quyết định đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã và đang được từng địa phương triển khai quyết liệt. Trên cơ sở phát huy lợi thế, nắm bắt cơ hội thị trường, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, việc thực hiện tiêu chí thu nhập ngày một hiệu quả hơn. Với xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, nhờ định hướng phát triển kinh tế đúng đắn, nhân dân nỗ lực sản xuất, kinh doanh, tới nay qua rà soát, xã đã đạt được tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trang trại tổng hợp với cây ăn quả, ao cá, chăn nuôi, rừng, mỗi năm mang lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Ích tới 400 triệu đồng. Đây là thành quả của những nỗ lực chuyển đổi từ vườn tạp, đồi rừng kém hiệu quả sang quy hoạch sản xuất các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo định hướng của xã. Làm theo chủ trương của xã là như này là quá phù hợp với chúng gia đình tôi, nâng ra cao cái hiệu quả cho gia đình tôi rất nhiều. Xác định thu nhập là tiêu chí khó trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nên Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã đã hoạch định rõ hướng phát triển kinh tế. Trên cơ sở kết quả đạt được, khi hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, Bản Phìa tiếp tục chọn hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp cùng với dịch vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Trọng tâm là phát triển sản xuất hàng hóa, tạo giá trị thu nhập cao trên cùng một diện tích canh tác. Từ sức dân, thế rồi là các mạnh thường quân để cùng chung tay xây dựng các thôn kiểu mẫu, thế rồi là đối với các tiêu chí chưa đạt. Thế thì ở đây chúng tôi cũng vừa huy động sức dân, sức của những phù hợp với lại nguồn lực và tiềm lực của nhân dân để tập trung vào những việc mà nhà nước với nhân dân cùng làm. Thế rồi đặc biệt nữa là những việc mà nhân dân làm. Thế thì ở đây đối với Bản Việt chúng tôi cũng đang thực hiện rất là tốt sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp và đặc biệt nữa là phong trào của Ban chỉ đạo Bảo Thắng. Cái khẩu hiệu mà đường rộng, sáng điện nhiều hoa, nhân dân đồng lòng nông thôn phát triển. Thế thì Bản Việt cũng là một trong những xã của Bảo Thắng mà thực hiện phong trào này rất là tốt. Hiện nay thì chúng tôi đã có suýt soát 30 km đường điện chiếu sáng công cộng bằng nguồn lực của nhân dân đóng góp một phần. Thế ban chỉ đạo xã thì cân đối và hỗ trợ một phần. Đối với các giải pháp mà chỉ đạo thực hiện nâng cao thu nhập cho người dân, thì hiện nay Bản Việt chúng tôi cũng đã đang đạt là 48,6 triệu đồng trên người trên năm. Thế thì đây đối Bản Việt chúng tôi tập trung định hướng cho nhân dân. Đó là phát triển nông lâm nghiệp gắn với chăn nuôi. Tập trung vào những cây dứa là cây thế mạnh của Bản Việt. Thế rồi các cây lâm nghiệp, đặc biệt là cây quế. Cây quế thì đang đúng theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 10 của tỉnh. Hội nông dân xã đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc bà con nhân dân cũng như hội viên nông dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp. Hàng hóa quy mô với phương châm là thực hiện nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Và đặc biệt là một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn xã thì hội nông dân xã cũng đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn để người dân tập trung vào một số cái mặt hàng, một số cái ngành sản xuất chủ lực của xã. Hiện nay Bản Việt đã hình thành rõ nét các vùng kinh tế, vùng dứa hàng hóa khu vực Nậm Sò, Nậm Siêu. Dọc quốc lộ 70 tập trung phát triển kinh tế dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Khu vực làng chung là kinh tế trang trại tổng hợp. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các lao động trong xã cũng được chú trọng. Nhờ đó đến nay, xã đã đạt thu nhập bình quân trên 48 triệu đồng mỗi người một năm. Phấn đấu hết năm nay, mức thu nhập sẽ tăng lên 56 triệu đồng mỗi người. Tiêu chí thu nhập hoàn thành, đời sống nhân dân được nâng lên sẽ là điều kiện tiên quyết để xã phấn đấu hoàn thành toàn diện các tiêu chí khác, sớm về đích mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Còn tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đang tạo bước đột phá mới trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Nhờ xã ưu tiên phát triển nông nghiệp, tập trung vào những cây trồng chủ lực, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa theo tinh thần nghị quyết 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Giải bài toán về thu nhập, hạ tỷ lệ hộ nghèo, những năm qua xã Bản Lầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung dứa, chuối và chè. Để nâng tầm sản xuất hàng hóa, xã tiến hành quy hoạch lại các cây trồng chủ lực, vận động người dân mở rộng diện tích đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi một phần đất dứa, chuối cằn cỗi hoặc bị bệnh sang trồng chè.
Chủ trương này của xã đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Trồng được tí chè thì chè to cũng được đỡ một tí. Trồng cho phát triển, vẫn trồng cho phát triển nữa nhưng mà không có đất bây giờ. Nếu mà có đất trồng, muốn trồng ít nữa, không có đất. Các cây này đều là phù hợp và đều mang lại cái kinh tế, mang hiệu quả kinh tế cho người dân. Và bởi vì là như cây chè cũng vậy, bây giờ cũng rất là nhiều điểm thu mua và có những cái công ty đều thu mua cho bà con. Cái đầu ra rất là ổn định và cây quế, cây dứa nói chung là đều rất là ổn định cho người dân. Cho tới nay, bản Lầu đã có 1.150 hecta dứa, gần 1.000 hecta quế và chè. Để nâng cao diện tích những cây trồng chủ lực này, không tính cây dứa, xã đang tính toán quy hoạch mở rộng thêm vùng trồng quế, trồng chè cho bà con nhân dân sản xuất. Một trong những cái tiêu chí mà có thể nói là sức lan tỏa lớn nhất, đó là cái tiêu chí thu nhập cho người dân. Thế và để nâng cao cái tiêu chí thu nhập cho người dân này, thì thực hiện cái nghị quyết 10 của tỉnh ủy Lào Cai, đó là về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thì đối với đảng bộ xã Bản Lầu thì cũng xác định những cái cây con chủ lực. Trong đấy thì xác định đó là cái cây chè và cây dứa và cây quế, đó là ba cái cây con chủ lực để phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã Bản Lầu để tạo ra cái thu nhập cho bà con nhân dân. Và từ cái thu nhập này thì cũng sẽ hoàn thành và phấn đấu đạt được cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong theo cái lộ trình. Tại hội nghị vừa được Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, mục tiêu chính của nghị quyết số 10 là gia tăng về diện tích, nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm chủ lực. Vì vậy, cả hệ thống chính trị cần kiên định với các cây trồng vật nuôi chủ lực được tỉnh xác định, quyết liệt hơn nữa đảm bảo việc mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng vùng trồng, quan tâm giải quyết tốt hơn nữa vấn đề đầu ra cho sản phẩm, thu hút doanh nghiệp thực hiện chế biến sâu. Đây là những vấn đề cần được Bản Lầu khẩn trương cụ thể hóa để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển đô thị Bắc Hà theo quy hoạch của tỉnh, hàng loạt các công trình đang được triển khai xây dựng. Riêng trên địa bàn xã Tả Trải tập trung nhiều công trình trọng điểm. Đô thị phát triển cũng đồng nghĩa đất đai canh tác thu hẹp, một bộ phận nông dân chuyển thành thị dân. Vì vậy, vấn đề tổ chức lại sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được cấp ủy chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Nắm được chủ trương xã nằm trong quy hoạch mở rộng đô thị, nhiều gia đình đã nhanh nhạy chuyển đổi hướng sản xuất, đất ruộng nương trồng rau trái vụ, cải tạo nâng cấp nhà ở thành cơ sở homestay. Nhờ đó mà việc làm đảm bảo, thu nhập được nâng cao. Bây giờ chúng tôi chỉ có cách là theo xã vận động là trồng cây rau ngắn ngày, trái vụ như cây bắp cải, súp lơ và su hào. Như bây giờ nông dân là cũng nhiều hộ cũng đang trồng dưa để bán ra thị trường. Đấy, để tăng cái độ thu nhập lên thôi. Đối với gia đình tôi hiện tại thì đã có một sự thống nhất giữa các thành viên trong gia đình và xây dựng một cơ sở homestay. Bên cạnh kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay thì chúng tôi có mở thêm các dịch vụ, ví dụ như là cho khách đến vườn, đến mùa quả thì cho khách đến hái quả, còn mùa hoa thì cho khách đến chụp ảnh các vườn hoa. Cấp ủy chính quyền xã Tả Trải xây dựng phương án phát triển kinh tế phù hợp, lấy du lịch dịch vụ làm trọng tâm, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa giá trị cao. Xã cũng định hướng cho nhân dân là đối với lại địa bàn xã thì do cũng có nhiều cái điều kiện nó phù hợp và thuận lợi, thì xã cũng định hướng cho nhân dân là phát triển các cái mô hình du lịch cộng đồng. Thế còn về sản xuất nông nghiệp ấy thì đối với cây ăn quả cũng như là các cái mặt hàng về nông nghiệp thì cũng định hướng cho bà con nhân dân là trồng rau sạch, rau có chất lượng cao và cây ăn quả. Đối với cây mận, diện tích giảm từ 195 ha xuống còn trên 80 ha. Xã vận động nhân dân làm tốt khâu chăm sóc cải tạo để nâng cao giá trị năng suất, mở rộng diện tích trồng rau an toàn, rau trái vụ lên 65 ha. Tích cực ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch với 18 cơ sở homestay, 3 nhà nghỉ và nhiều dịch vụ thương mại khác. Tổ chức lại sản xuất, Tả Trải kỳ vọng sẽ nâng mức thu nhập từ 43 triệu đồng lên 47 triệu đồng vào cuối năm nay, giữ vững tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tới đây, chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Những người thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.